Hello, Lan chào cả nhà. Tối nay con gái gì ghẻ dàn cơm nên Lan làm mà hơi nhiều món chút xíu. Hello, Lan xin chào cả nhà. Tối nay Lan chuẩn bị làm món cá chẽm chưng sốt SO nha. Rồi thì đây Lan có mua một miếng cá sai mình sống nè để ăn. Còn này sốt này chút xíu Lan chưng với cá chẽm. Ở đây thì thịt ba rọi Lan cứ xui xui chút xíu nó Lan ốp và Lan đem nướng. Giống như cái dạng như heo quay đó bà con, mà nhưng Lan làm mà nó hơi mặn chút xíu nha, đặng mình ăn với cơm. Ở đây Lan có mua oyster chút xíu mình ăn sống với cá xay mình chút ăn sống nha. Mời bà con vào bếp với Lan, mời cả nhà. Ở đây Lan mua cá xay mình ở đây nữa nè, nguyên một miếng bự còn ở đây, một ký mấy lần, ký rưỡi. Ở đây Lan ướp thịt nha, Lan để tỏi vô, miếng tỏi vô, Lan để chút xíu bột ngọt, muối, chút xíu đường, ít thôi nha, đừng nhiều. Để chút xíu nước tương vô, để chút xíu ngũ vị hương nha, Lan để ít thôi, không đừng nhiều. Hình như làm nhắm quen rồi nha bạn, không có. Hình như Lan làm nấu ăn nhắm không đó giờ, cũng dễ lắm. Lan chế vô miếng dầu nha. Mình quậy lên gì nè, mình có thể nêm được nè, coi nó mặn lạt sao á bà con, mình nêm được, tại vì nó đâu có thịt hà gì đâu, mấy gia vị thôi. Nó hơi lạt nha, Lan để chút xíu muối nữa. Rồi rồi bây giờ Lan ốp nha, Lan chia nó ra làm đôi, Lan ốp nó nè. Rồi bây giờ Lan đem nó lên trên Lan nướng nha. Rồi Lan để vô cái lò Lan nướng nha. Bây giờ thì Lan chưa có làm cái gì tới cái da hết nha bà con. Cái da để nguyên gì đi, Lan nướng gì trước á. Rồi chút xíu nữa mình hết xôm cái da sau nha. Rồi bây giờ Lan để vô Lan nướng. Mười lăm phút thôi bà con. Chút xíu nữa mình coi nó lấy nó ra rồi Lan mới xôm cái da nó sau nha. Lan bắt nước lên chút xíu nữa Lan luộc cá rồi Lan mới để sốt lên nha, chứ không có chưng nha bà con. Đây Lan để muối, bột ngọt, đường, nước sôi rồi. Cái này Lan trụng luộc cá nha bà con, trụng cá rồi ngồi Lan sốt là chứ không có chưng nha. Rồi Lan đẩy đẩy lại. Cái này 10 phút là cá chín này nha bà con, chứ không có lâu nha. Lan chở nó lại, Lan đâm xôm nó nha bà con. Cái miếng thịt bự với sợi nó teo là cộng như nè. Trời đất ơi, chắc con gái mình về quá. Lan xôm nó nha. Con nó gì. Hi, hello, hello chào. Rồi bây giờ giấm với giấm với muối nha. Lan tha giấm lên. Giấm với muối. Hết rồi, mình nướng tiếp nữa nha, cho nó giòn cái da. Nha. Kỳ này nướng 20 phút đi. Đi ra bà vào ngoài làm. Rồi, nó chín rồi nha bà con, làm giờ để qua một bên nha. Chín rồi đó, bây giờ làm giờ để qua đây. Rồi Lan đi làm cái sốt nha. Rồi Lan để tỏi vô chảo nha, Lan chế một miếng dầu ăn vô. Cho ăn món mới vào bình luận nha. Đâu phải cỏ, cái đó rau đó anh. Rau gì lá chua đó ông ơi. Lá chua người ta không có cỏ, bỏ tay chưa. Cho nó vàng chút xíu nó được rồi bà con. Sao mà làm gì mình đứng tay mình đợi nó lâu lắm. Đây, đây. Sắp chín chưa? Chín rồi.
lên anh coi miếng qua thịt của... không, nó đang đông đá rồi, con em sầu riêng lên đi chụp ăn. Có hai cái muối ăn chút ăn, tao thèm bọn nó ăn hết hai muối này, ngon ăn. Không có hột. Rồi, lắm để sốt ít ô vô nha. Bất lửa, bất lửa. Để sốt vô nha. Đó, để ba, chắc cỡ ba muỗng đi. Cho nó mặn mặn nha, ăn ngon. Để dùng miếng nước nha bà con, tôi mới đặt nha, còn để chút xíu, một chút thôi chứ đừng có nhiều quá nha. Thấy gì cho nó dằn vô tay bà con ư. Nó vừa ăn ngon mà mình khỏi cần nêm nếm gì đâu nha. Ngon rồi. Không để ra mời ăn anh, khỏi để cái mọc cá, một cái. Dạ, ờ, để tủ lạnh đó cho em. Không không không, tủ lạnh trên nhà trên á. Rồi, tủ lạnh nhà trên, tủ rau á. Rồi lăn tắt lửa nha bà con, xong rồi đó. Rồi lăn vớt cá ra. Tắt lửa đây, lăn để sốt lên nha. Đây. Chắc mai lỗ hả? Đẹp cái gì không? Đây, mà đưa cá lên bưng cái mình chụp hình cả. Đây là bà con xong rồi đó ha, bưng lên. Đây là mình. Rồi, Lan bưng lên nhà trên nha. Rồi, để Lan lấy ra nha. Ui, nó vàng nè bà con coi nè. Đó. Không có cần mà luộc cái gì đâu nha. Rồi bây giờ Lan lại gấp nó ra. Ui, chó là. Gấp. Đó, gấp nó ra, Lan ngớt nó gì luôn. Bây giờ rồi. Bây giờ để đây nữa. Bỏ cái miếng kia vô ăn miếng nữa nha. Ở cái bình vô anh chút tí rồi, vô anh chút qua cái bình. Rồi nó cái này. Rồi vô. Cái bình. Đây đây đây. Rồi đang nước tiếp tục nữa nha. Này ăn cái nướng cho con mình nữa. Mày cổ đi đó. Đó. Hello Lan, xin chào cả nhà. Lan đã làm xong đồ ăn rồi nha bà con. Thịt quay nướng là bà nướng hơi mặn mặn nha. Rồi cá chẽm Lan chưng chưng với XO. Mời cả nhà ăn cơm tối với gia đình Lan. Mời cả nhà. Đây. Đây là cá chẽm chưng với XO nha. Còn ở đây là cá sống. Oyster. Đó. Thịt quay à, rồi ở bên đây là thịt quay rồi, đúng rồi. Rồi mời cả nhà ăn tối với gia đình Lan nha. Có con gái dừng ghẻ về ăn cơm nữa. Mời cả nhà. Con gái hết là bà con kìa. Cọp với bay ăn cọp cây bình này. Ê, kéo cái này lại gần cho nó nè. Không cần mới ghê. Không ai cho cái thằng này con nhỏ này. Yeah, she's coming. Yeah. You like this one? Yeah. Hey, short. Ê, thấy lấy short cho nó rồi kìa, nó đầu kìa. Ừ. Ok, cô ba này. Mày đợi cô ba mày sao mặt mày dễ đó cho mày á. Vô làm liền như vậy. Vô lấy shot rồi cái gì. That's my soy sauce. Đó, see, yeah. My shot. Bà con mời bà con ăn kìa. Mời bà con chưa? Mời bà, mời cả nhà. Rồi, tới ăn đi. Rồi nào đi anh Kevin. Rồi, mời cả nhà. So, this is your. Alright. Oh yeah. Rồi. Đây đây cái này nè. Cá thì đưa cái đuôi cho bển cho nó ăn. Nè. Tao là ăn cái cá còn cồn. Cồn đấy ngồi em lấy con cồn khúc à. Giữ một cái này lại cho anh hai đi. Dạ, ăn là tới không? Ăn tới. Dạ, ăn tới, ăn cái này. Eat this one first, we'll leave that one. Anh ăn cái đầu à? Rồi. Michael nó ăn một miếng mà không ăn nhiều đâu. Còn ít lít lít tụi bị trời đòi nhưng đông bay phía trước mắt. Rồi. Trời ơi, tội nghiệp con gái tụi nó cắt chanh bay cắt ngang vậy. Cắt gì sao mãn? Mom said I cut it wrong. Rồi cắt gì đâu mới có nước. Trời ơi, thầy bảo giờ mình làm cho nó ăn, đâu kia nó cắt chanh, nó cắt hả? Ừ. Thì cái gì cũng vậy. Sao cũng vậy, ông là ai? Tôi ông một bình con. Mời cả nhà. Bây giờ
nói câu chuyện. Nói đây. Thì bữa nay là ngày Halloween phải không? Thì mấy đứa nít bận đồ vô rồi nó gõ cửa nó xin kẹo với bánh. Mà con với Kevin thì lầm biến, nó gõ cửa thì nói kệ đi, tại vì mình chút nữa cũng đi ra ngoài rồi. Con lấy cái thau bự như vậy nè, con để kẹo vô phải không? Chứ con để ngoài trước. Con viết chữ, con nói please take one. Và nấy một cái thôi phải không? Thầy nó thắt nguyên cái quan luôn hả? Nó thấy hết luôn con rồi. Mà chưa được nửa tiếng nữa mà tại vì mấy đứa nít kia thì nó giỏi lắm, nó chạy lên nó lấy một cái để con coi trên camera phải không? Tại bữa hồi nãy con cũng đi ra đi vô nữa, con thấy mấy đứa nít kia ồ giỏi quá, thấy nó chạy lại nhà mình nó lấy một cây kẹo thôi giờ nó đi phải không? Chưa được cái gì hết là bốn đứa con gái nó chạy lại nó lấy nguyên cái hộp của con. Tại mày nó tại coi như là bổ nó không biết tiếng Anh đi, thách quan thì thách thâu lót luôn. Mình sẽ thay quan chứ quan kia thách quan bồ. Bạn cái hộp chứ. Tức chết. Ủa nó đưa xe. Một hai dưỡng cháu. Tiệt chị. Cho ăn hai miếng cá rồi nó không biết ăn nhiều đâu con. Ăn này nè, vừa hết ăn một bài kia trở lại. Chiều trở như vậy mà mẹ đi mua ối xế đâu vậy? Đặt gì chị Ngọc mới cải cho mẹ. Chị Ngọc cải liền. Cái canh này ngon lắm nè. Canh này mẹ nấu chung với cái này nè Kevin. Nấu chung cái này nè. Giò heo hồi ăn đi. Chết rồi. Ờ bà ngoại cho con một chút ăn nha. Để chút đi. Coi quay chút nha. Cái canh này nè, giò heo là nấu chung với cái cải này nè bà con ngon lắm. Uống được cải người Tàu về mình rửa nó, sắc ra mình rửa nó lại nấu. Ủa hồi nãy cái quay vậy ta? Ủa hồi nãy mấy con này ăn đi trời con chó này là mày lộ. You see next week? You want some rice? Let's have a bit of rice, Paul. Lấy nguyên một cái cục đưa cho anh thằng cục nó nằm đó nó cạp. Con đưa nguyên một thằng một cục đi đi. Con nấu. Nóng hả? Rửa nước lạnh. Nấu gì nãy giờ mà nóng gì nữa. Con ăn rồi gì vậy? Chưa. Rồi ăn thịt nam nè, này ngon nè. Nè, ăn này nè. Dưới hả? Này ngon tiếng mẹ. Không cho nó ăn. Ủa hai chó là im mà hả? Tiếng thẳng cục vậy là nó ngồi. Không có chậm. Bà đi thay xong. Dạ. Cái cân này ngon. Miếng này ngon. Look, it's kind of like a rocket ship going down, but it's a goat. It's a goat. But it looks like a rocket ship going down. Hey. Hey. Yeah. Ăn nữa đi, con này mạnh nè, ăn nữa không? Thôi, con cơm. Nè, hiểu không? Con chưa? Tụi sống không? Short here, short đi qua. Sách đi, tụi bút linh là bị ếp. Đấy, đang ăn cơm. I show you. Yeah, okay, you want short? Short? Cái canh này ngon lắm. Lúc nấu không có quay phim. Rồi. Nè. Ăn hết chén cơm rồi, rồi ăn cá sống nữa. Con ngồi cái bụng mà lỏng á. Cô kìa, lấy một cái xương bằng cái. Đúng cô Hoa. Biết quá, không kêu. Có gì không? Không biết.
biết mà. Có cần ăn 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 không? Ừ, mình lấy cái muỗng múc. Lấy miếng miếng bự vô cái muỗng. Đó. Đó. Ngon không? Cá ngon không? Muốn nữa không? Muốn nữa không? Không. Nó giống cô ba, nó ăn gì cũng được hết. Nó ăn dễ. Lập bài. Sớm sớm. Cái gì hả? We didn't get it from. Thôi lợi. Ta nói đi tàu đi bè gì tắm cho lặt gì em Liêm hả? Thôi tụi mệt. Quá trời tụi một bên nàng quá cả con. Ơi, nhóm trăm mấy chục người. Sao vậy? Cái lễ lễ ma quỷ gì đó, dịch vậy đi. Rồi đi lại nguyên cái con đường đó, nó ra chằng là người có đầu nó không ngoài đường chơi á. Đường chơi, đường chơi tóc chạy, chạy vô xô với nhau đè chết. Giống như điệu bên Nguyên một lần anh nhớ không? Maybe she's exactly like me. Thấy bình nhớ thôi là nó cũng trong phòng thôi. Nó tùng tùng quá. Exactly the same. Ủa ai hâm gì con? Ủa con nó chở lại ai hâm gì? Mẹ ba anh Phan nó chở thôi ăn không hết để đó mẹ. Không chở lại nướng cho nó xong luôn đi. Chút nữa mẹ là qua mẹ con xong đổ nó để đó con. Ngầm cá có muối hơi mặn hơn nữa. The extra sauce is good. Ngon ngon quá. Ăn với thịt này ngon mà con muốn nha. Nó da giòn. I no time to tip. Mặn hơn nghe quay nha. Nó ăn thì nó thôi ngó mà ăn bên ngoài ăn bố không nổi đó. Ừ. Thôi đừng nghĩ cho ai. Uống nước không kìa. Ừ. Chết rồi, nó uống nước nhiều nó thêm mới mua cái đồ. Thì nó sẽ rất vui vậy. Cho em đi con, cho em. Trời ơi em lại sinh nữa. Dạ hơi rất vui vậy. Em lại sinh. Ừ. Cho nó mấy cục cục răng kìa. Nó ngươi ngươi. Yeah, she's tired. He's very tired. You love down? Yeah. Good boy. Good boy, Jacob. Bye, Lily. Nó mệt, nó mệt. Bữa ăn nó đi. Dạ. Con dịp ông nay bà. Ông nay bà. Ba đứa con gái. Hai thằng con trai là bạn trai của hai đứa con gái. Với vợ ổng là bao nhiêu rồi? Bảy người. Làm gì? Qua cắt. Cắt mấy cái nhỏ ra, cắt cái cây nhỏ lại để cho ổng dùng cho cái lò sưởi á. Làm chắc how long was David there? Bốn năm tiếng á. Đi đúng chứ. Rồi ba của ổng cũng mấy con 18 phải không? Ổng thì 20, ba ổng là số 8. À vậy là ba con đường này. Ừ, ba ổng cũng chạy xuống coi cũng giúp kiếm. Mà ổng trả tiếp mấy con cái cây vuông mấy cái nhà mà. Ừ. Mà ổng giúp mấy con làm hết clean up vuông nữa. Ổng đem cái cây mà cái cây mà chain saw không để cắt được á. Tại mấy cái đó mấy con không có đâu, mấy con phải làm bằng tay. Ổng đem cái quyền lái qua ổng cắt cắt luôn. Because they, I think they all have. And Rồi nó đi đâu đụng đầu quá. Nghĩ đi. Không chuyên xe. Chứ không mà đụng đầu. Too many house here, they sat down and they build a new. Cái chân mà nó làm ai vịt á mà nó ngằng cái phạt á. Con quẹo vừa quẹo cái phi quay vô cái quẹo trái liền á. Về cái khúc khúc đó mất hơn. Cái vừa con phi quay cái quẹo trái liền, cái quẹo quẹo vô đó. Nó moving. Không.
đi qua đường con lan ai biết dụng lên đây được. Đó ba chạy ở city về ông ba chạy city tới. City về. Ờ về cái đó. Lên tay trái rồi. Luôn lan ai biết. Trái bắn cái bản đồ. Về về cái đó Glenoris. Cái đó khúc Glenoris đó còn mắc hơn cái tên con. Rồi rồi cái nhà. Nó tính đầu trên đầu dưới phải không? Cái nhà cũng cái nhà biết. Tại vì nó gần hơn city. Cái nhà biết như nhà con vậy đó phải không? Yeah. Ủa nó chụp đá lên hết trơn luôn. Ôi mà cần gọi chứ sao mẹ với bà ngoại. Mẹ với bà ngoại đi xuống dưới cũ với mày đi tìm đồng hồ lông thiên đó. Nó giờ về kiếp manh rồi. Đóng cửa không 22 đẹp con bật thang máy. Nó có cho lên. Cái này mất chắc là vậy là nó dời đi cái gì rồi. Ồ đây sao đi cái của mẹ đồng đi hồ ba nó ra. Mày cái này xúc ra nè mẹ không tay như cái gì mới. Rồi thôi tới đây là kết thúc video nha. Cảm ơn bà con coi video của Lan. Lan thật chắc là Lan xin chào cả nhà. Bye bà con. Hẹn lại clip 6. Bye. Bye chào cả nhà. Cho ảnh đón nữa.